Các bạn thân mến, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật xóa một số các cái hình ảnh trong Photoshop. Đây là một thủ thuật khá hay mà tôi thường xuyên sử dụng trong cái quá trình làm việc với Photoshop. Chẳng hạn như tôi có một cái bức ảnh như thế này và tôi muốn xóa các cái thông tin, toàn bộ thông tin này đi để thay thế vào đó cái thông tin mà tôi cần. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Trước hết, các bạn click chọn cái công cụ đó là Rectangle Marquee Tool hoặc là nhấn phím tắt là phím M để chúng ta chọn công cụ này. Sau đó là chúng ta bao chọn ở đây một cái hình chữ nhật. Các bạn lưu ý rằng cái hình chữ nhật này nó sẽ lấy cái dữ liệu của hình chữ nhật này, nó sẽ bù lại toàn bộ cái nội dung ở đây. Cho nên là chúng ta sẽ thực hiện như sau. Sau khi bao xong thì các bạn có thể dịch chuyển nó sang bên này một chút để cho nó khỏi vướng vào cái chữ này. Sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào cái công cụ More Tool đấy, hoặc nhấn phím V để chúng ta chọn công cụ này. Tiếp theo các bạn nhấn giữ phím Alt, sau đó là chúng ta sử dụng cái phím sang bên phải và chúng ta nhấn giữ phím bên sang bên phải để cho nó chạy như này. Các bạn thấy một điểm là khi nó chạy đến đâu thì toàn bộ các cái nội dung mà chúng ta cần xóa nó sẽ biến mất. Như vậy là xong. Sau khi xong các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl D để bỏ chọn. Bây giờ các bạn có thể đưa các cái nội dung mà các bạn muốn vào trong nội dung này. Chẳng hạn như tôi đưa vào đây, chẳng hạn như là tôi lấy cái nội dung đây là trường tiểu học Kim Đồng, đúng không? Chẳng hạn như vậy. Đấy, tôi đưa nội dung vào đây. Và tất nhiên tất cả các cái nội dung này hoàn toàn chúng ta có thể đưa từ bên ngoài vào. Ở đây tôi cũng nhân tiện hướng dẫn các bạn thêm một cái hiệu ứng cho chữ này. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu chữ như này. Tức là có một cái dòng kẻ nó bao quanh. Trước hết các bạn nhấn Ctrl T để cho cái dòng chữ này nó to ra một chút. Chẳng hạn như là các bạn muốn cái chữ nó như nào thì chúng ta kéo nó ra. Đấy, kéo kiểu gì cũng được. Cái nào đó cho nó hợp lý thôi, theo cái con mắt của các bạn, chẳng hạn như vậy. Tất nhiên các bạn có thể thêm rất nhiều các cái thông tin ở đây, nhưng ở đây chúng ta click vào cái nút FX ở đây. Đấy, và ở một số Photoshop khác thì chỉ có chữ F thôi. Sau đó chúng ta chọn Show và các bạn nhìn thấy ngay là cái đường viền bao xung quanh đây nó đã bao rồi, đúng không? Chúng ta chọn vào phần Color để chúng ta lấy cái màu trắng. Đấy, như vậy là xong. Các bạn có thể cho nó là 1 hoặc có thể là cho nó là 2 thì tùy. Nếu như bên này thì tôi nghĩ là cho nó khoảng 1 thì là vừa, tùy theo con mắt của các bạn thôi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong toàn bộ nội dung mà chúng ta sử dụng thủ thuật xóa rồi thêm các cái nội dung khác vào trong một bức ảnh. Và video của chúng tôi cũng dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.